Shimmy down, bang bang. 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 Bang bang. Yeah, shitty baby, I'm hot like the prodigal son. Bigger Batalini, mini, money, moo, and flower. You're the chosen one. Everybody wants your body, so let's check. OMG Junior đúng không? À, bài khá là tốt và anh nghĩ nếu mà tụi em muốn nhảy bằng OMG chính đó, thì tụi em đang đi theo một cái đường rất là tốt. À, nói về cái bài này thì anh cũng thích, khá là ok. Anh thích cái thái độ của các em lúc mình làm mấy cái động tác mạnh và đường phố, tụi em cũng rất là thái độ. Và mấy phần lúc mình làm mấy cái walking và mấy cái funky style, lúc tụi em thể hiện mấy cái sự nữ tính gần tới thì cái phong cách đường phố và mạnh mẽ của mình nó rất là tốt, nhưng mà cái cảm giác girly nữ tính sắp tới nhá, không có vấn đề gì cả, tụi em còn nhiều thời gian để tập tới đó. Mấy cái đường phố thì tụi em làm ok rồi, mà lúc mình làm mấy cái động tác như đấy, đúng rồi, phải thế. Thì lúc đó anh thấy tụi em rất là boom, boom. Sau đó tụi em pose. Ha, chưa tới, hiểu không? Mình cần đường cong, kéo cái tay, đẩy cái ngực, cái vai, cái mông ra. Đó. Yeah, nhưng mà bài của tụi em thành công. Chúc mừng các em. Vâng, cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Một lần nữa xin được chúc mừng cho các thành viên đến từ OMG. Cảm ơn các em rất nhiều.